Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Avalanche, Avalanche và Avalanche Ngay bây giờ là 7 giờ 36 phút tối ngày 27 tháng 2 năm 2024 Nhạc vô luôn Giá Avalanche ngay bây giờ là 39.064 Ok Tắt đi tất cả mọi thứ Thì vừa rồi là khá là giống vai và đầu Ok, đây là đầu Ok, và vai và vai Ok, và nó bung như vậy Nhưng cái sự bung của nó Ok, thì gọi là chưa có đủ, chưa có đủ, chưa có đủ, ok. riêng cái đồng này thì vừa rồi là mình không có chia sẻ cho máy, mình tập trung vào BTC, Ethereum, um, BTC, Ethereum, Solana, ok. và những cái đồng khác là chính, nhưng đồng này có vẻ vai vào đầu, nghe vừa rồi là vai vào đầu đây, đang được diễn diễn ra, ok. đang diễn yeah. ra. Về thì rõ ràng là mà cũng đã biết là trong một cái cho nó xuống như vậy, nghe xuống như vậy để cho nó lên 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 á thì mình cần năm sóng đi lên để nó chứng tỏ là nó, nó tiếp tục lên 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 thì mình cần năm sóng đi lên một cách rõ ràng và về điểm sóng thì đây đây là sóng số 1 đây là sóng số 2 đây là sóng số 3 của nó đây là sóng số 4 đây là sóng số 5 và những cái video này mình sẽ cố gắng giải thích nó một cách rất là đơn giản nhất có thể bởi vì cho những anh em mới nhảy vô vẫn có thể đi theo để chút đơn thì ngay bây giờ là mình đang nằm trong cái giai đoạn từ 2 tới 3 từ 2 tới 3 là những cái con sóng dài nhất trong cái sóng từ 1 tới 5 nè từ 1 tới 5. Từ 2 tới 3 là cái sóng dài nhất. Và cái sóng 2 tới 3 á có nghĩa là cái sóng có thể là dây dưa. Thì vừa rồi là nó lên nó cắn được tới 140 43.5. Uh, những cái target của nó đó nó tới một uh, 43.7 lần. Ok. Và sóng này, sóng số 3 này nó có thể dây dưa tới 47, 49 và 52 lần chứ không phải là không rõ ràng sau khi sóng uh, gọi là số 3 nó kết thúc thì mình sẽ có sóng số 4 ok và sau đó là mình có cái sóng số số 5, cái okay? sóng số 5. Miễn sao nghe miễn sao á lúc mà sóng số 4 được diễn ra nghe, gọi là diễn ra đó. Cái đầu tiên á là để thì nó chống đâu khoảng cỡ cái 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 vùng này thôi nghe để cái đường chỉ đen này nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà nó rớt dưới cái đường chỉ đen á có thể có thể là nó sập lại tới cái khu vực này lận ngay sập lại tới khu vực này lận có nghĩa là nó sẽ sập 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 ok sập rồi rồi có nghĩa vẫn nghe đây là cái chống lưng đây là cái chống lưng trực tiếp cho nó ngay bây giờ từ 25 cho tới 12 nhưng dưới cái con 12 á thì mình mới gọi là bearish có nghĩa là mình là gọi là một coi một thị trường gấu sẽ quay lại vẫn giữ trên được 12.6 vẫn là lên lên và và lên nghe giữ vẫn giữ được trên 12.6 vẫn là lên 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 và lên thì nó hay có hai cái sóng ngay bây giờ. Sóng đầu tiên á à, để mình giải thích là 1 2 3 4 5 là nó lên tới cái 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 vùng này, nghe cái vùng này. Và cái sau khi cái tới cái vùng này á thì nó sẽ nó sẽ sập, Ok Và từ 1 tới 5 như vậy, từ 1 tới 5 như vậy đó, đó là chỉ là cái sóng số 1 thôi, cái một lớn nghe, từ một nguyên cái dãy này lên đây nè, đó chỉ là một số 1, số 1 lớn thôi. Sau đó là mình có cái sóng số số 2. Ok, số 2. Okay. Và chừng nào số 1 nó hoàn tất Thì mình sẽ cho bạn cái chống lưng của sóng số 2 Sau đó là mình có cái sóng số 3 là lên, 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 lên Và và lên Thì để cho mà gọi là cái setup này á Để cho gọi là tạo được nhất lợi nhuận á Thì không phải là từ đây tới đây Nghe biết là từ đây tới đây là nó Nó gọi là ngay bây giờ là 39 rồi Và tới 52 thì cũng hơn không được bao nhiêu Nhưng bạn vẫn có thể dùng để chơi tương lai Nhưng mà chơi spot á Để tín hiệu mà vô á thì bạn tự đợi sóng số 1 nó hoàn tất đã nó hoàn tất ở nó ngừng ở những con giá này sau đó nó có cái sóng hồi xuống sóng số 2 nhớ đây là sóng số 2 lớn sóng số 2 rồi sau đó mình có cái sóng số 3 là cái sóng nó sẽ lên 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 và nó sẽ rất là mạnh bạo thì cái vùng này là cái sóng cái vùng mà mình thu gom thu gom còn ngay bây giờ là chưa 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 là phải nghe chưa phải nhảy vô nhảy ra gọi là chơi tương lai cho vui thôi còn một cái vùng vùng mà thu gom của spot thì nó tới cái vùng này lận Hai trường hợp là ngay bây giờ nó lên nó cắn con sóng số 5 Có nghĩa là sóng số 1 hoàn tất Xuống sóng số 2 Thì cái chỗ đó là mình thu gom Hoặc nó có thể sập xuống cái vùng này luôn Vùng này luôn Thì nếu đâu sau um, cái tín hiệu nào là mình biết nó sập Đây là cái đầu tiên là dựa theo cái đường chỉ màu đen này nè Nếu nó, đây mình vẽ sẵn cho bạn luôn rồi Số 1 ha Cắt dưới đường chỉ màu đen Có nghĩa là nó sẽ rơi vào cái vùng này Đó là tín hiệu đầu tiên cái thứ hai đây là tín hiệu thứ hai này cắt dưới cái điểm đáy vừa rồi của nó đây điểm đáy vừa rồi của nó ok thì nó đóng dấu đóng dấu đóng dấu đóng dấu là cái trend nó đã thay đổi là cái đây là đỉnh rồi đây là đỉnh rồi nó sẽ tạo một cái đáy mới ok nó tạo gọi là nó nó đi xuống 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 chứ không phải là tạo đáy mới xin lỗi ok thì cắn dưới cái con 33 này này chỗ này trước nếu bằng tắt đi tất cả mọi thứ thì nó xuất phát từ đây ok nếu mà nó nằm dưới cái nằm dưới cái con này nghe nó nằm dưới con này thì mình biết là xác suất nó sẽ rơi vào cái vùng này cái okay. là đỉnh là đã tạo đỉnh rồi không tạo đỉnh mới nữa nếu nó cắn dưới con 33.69 và không chỉ vậy nữa cái cuối cùng là cái con 32.31 là ở đây ở đây ok thì đây là số 1 số 2 số 3 nếu nó cắn những con giá đó thì nó sẽ dẫn dắt những dẫn dắt avalanche tới những con giá này nhưng miễn sao chống được trên 12.6 thì xác suất vẫn là lên 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 và lên à, ngay bây giờ nghe gọi là về mà gọi là bởi vì nó chưa có phá vỡ được cái đường chỉ đen này xác suất vẫn là lên 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 nhiều hơn xuống có nghĩa là sóng số 3 sẽ được sự dây dưa vừa rồi nó lên gần được cái mục tiêu ngay cái mục tiêu ít nhất á về đo lường sóng thì nó sẽ tới được tới 43.7 lần vừa rồi nó tới được 43.6 à ok thì xác suất là nó vẫn còn dây dưa còn dây dưa nghe ngoại trừ nghe nó cắn dưới con số 1 Ok, đóng dấu số 2 đóng số 3 thì mình sẽ rơi vào cái vùng này, nhưng xác suất ngay bây giờ vẫn là lên lên và và lên. Đây là những con giá trước đây mình chia sẻ cho bạn, rất lâu rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2. Thì vừa rồi nha, đây là những con giá thì à, để mình chia sẻ thêm một lần nữa về những cái sóng lớn cho bạn, ok. Đây là sóng A này. Ok. Và cái sự sụp đổ vừa rồi là sóng B. Sau đó là mình có cái sóng C là đây, sóng C. Ok. Và sóng C á, là nó sẽ rơi vào cái vùng con giá tới Con sóng C sẽ rơi vào cái con giá tới 86 lần Ngay bây giờ mới 30 mấy à Nó sẽ bắt đầu từ con giá 40 Ngay 40, ngay 40 Thì nó tiếp tục đi lên như vậy á, Thì mình biết sóng ABC sẽ được ABC và đang được diễn ra Trường hợp thứ hai là đây để mình giải thích luôn Là có thể là cái sóng A nó sẽ nằm ở đây Ok sau đó là cái sóng B nó nằm ở đây ở cái đỉnh của nó, có thể là ở đây hay là nó tiếp tục lên chút xíu, ok? Nhưng mà lúc nó sập lại nó có giữ hay không? Cái đó cái chuyện đó mới là quan trọng, đúng không? Thì có thể là sóng 3, sóng 3 ở đây và sóng 4 đang đang bắt đầu cũng có thể. Hoặc có thể là sóng 3 vẫn còn dây dư, ngân dây dư, dây dư. Thì sau khi sóng B A ở đây. B ở đây thì sau đó là mình có C thì nó sẽ rơi vào cái vùng này cũng giống như vậy thôi chứ không khác gì hết, ngay cũng giống cũng giống như vậy thôi. Gọi là một cái một cái cách nữa để đếm sóng ok cách nữa để đếm sóng cắn dưới đường chỉ đây đóng dấu lần đầu tiên ok cắn à, cắn dưới con 33 đóng dấu lần thứ hai đóng dấu đóng dấu lần thứ ba ở con giá 32 ok 32 thì nó sẽ rơi vào cái vùng này chống được trên 12 thì nó bay lên lại còn không có là nó sập luôn ok thì để quá sớm nghe cái câu chuyện là để quá sớm để cho mình nói là cái thông avalanche này nó sẽ đi lên trên mây luôn ngay bây giờ thì quá sớm bởi vì sao để cho cái đầu tiên á để cho một cái trend nó thay đổi đúng không Ok, xuống 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 đổi thành lên đó. Mình cần 5 sóng đi lên một cách rõ ràng. Ba sóng hồi, ba sóng hồi một sự đột phá. Ok. Và ngay bây giờ là năm sóng đi lên. Ok. Để cho một cái trend nó xuống 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 này, đổi thành lên 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 luôn cho máy á, lên tới 80 vân 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 vân. Ok. Thì mình phải cần năm sóng lên, đúng không? Ngay bây giờ mình chưa có năm sóng lên, ba sóng hồi một sự đột phá thì cũng giống như đồng Avalanche, đồng Ethereum cũng giống như là cái đồng BTC ok cũng giống như là đồng Solana ok thì ngay bây giờ là giai đoạn của Avalanche thì nó mới tới cái sóng số 3 Bởi sóng số 3 ok số 3 hoặc số 4 ok nó đi chậm hơn tất cả những cái đồng đồng khác ok à, nếu đây đã nhắc nhở nếu mà nó lên nó cắn được con giá 86 ok thì nó sẽ tạo một cái gọi là nó sẽ tạo một cái cái định mới một cái định mới luôn một cái định mới của cái đồng Avalanche luôn chứ không phải là không ok à, thì giá nó vẫn vậy nghe vẫn gọi là vẫn là xác suất là vẫn là lên 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 ngoài trường nó cắn dưới phần đen nghe vẫn là lên có nghĩa là sóng số 3 của con đường dây dưa lên chứ không phải gì hết nghe cũng giống như là uh, BTC ngay bây giờ cái okay, BTC thì uh, hồi nãy mình hồi sáng mình đã chia sẻ cho bạn rồi cái okay, BTC đây. là ok nó vẫn giữ được trên cái cái uh, cái cái đường chỉ đỏ này đúng không? thì có nghĩa rằng sóng số 3 này vẫn còn đang được diễn ra thôi chứ không có gì hết nha à, ngoài chừng nó rớt dưới đường chỉ đỏ đó là cái tín hiệu đầu tiên ok không chỉ vậy nữa đây là cái đường chỉ đường chỉ đen này nè cái okay, ở dưới này thì nó nói lên cái câu chuyện là có thể là nó sẽ rơi vào cái vùng này rồi ok à, thì avalanche cũng khá khá là giống khá là giống chứ không khác gì hết nha à, số 3, xác suất là vẫn còn đang dây gì ok vậy thôi xin chào mọi người nếu bạn kim được kiến thức uh, giúp mình ứng vô cái ngón tay bên dưới Nhà, ứng vô cái chữ thích giúp mình Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn Xin chào <laughs>